Dạ, Công Trần xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn ở trong và ngoài nước. Thì hôm nay Công Trần tiếp tục xuống Cần Giuộc, Long An để tìm hiểu một số thông tin của các gia đình ở đây. Hiện nay bà con nhân dân hàng xóm ở khu vực địa bàn của anh Sô sinh sống từ trước đến giờ. Thì theo như Công Trần tìm hiểu và được biết, rất nhiều người dân ở đây, bà con ở đây chia sẻ thì được biết là từ trước đến giờ rất nhiều thông tin chỉ là thông tin một chiều, làm bất lợi cho gia đình của anh Sô và làm nói lên những cái điều không tốt về anh Sô. Nhưng thực sự là về đây thì người dân ở đây thì ai cũng rất quý mến gia đình anh Sô, cũng như là bản thân anh Sô là một người rất chịu khó làm ăn. Nhưng mà chỉ vì lý do là trong cái thời gian vừa rồi thì anh Sô đã bị ép đến đường cùng, cho nên vì vậy cho nên đã gây ra cái vụ thảm án vừa qua. Thì đây là một cái nhân chứng tiếp theo nữa thì Công Trần muốn đưa lên đây để cho cô chú anh chị các bạn mọi người có một cái cách nhìn khách quan, nhìn từ hai phía, chứ nếu mà như mình nhìn một phía thì nó nhiều khi nó không trung thực cho lắm. Kính nói chung thì vợ chồng nó lục đục thì tôi không dành thiệt, nhưng mà con cái nó ở đây thì rõ vợ thì nó cũng đàng hoàng lắm. Nó tôn trọng cái nào, người lớn là lớn, người nhỏ là ra nhỏ vậy đó. Nó tôn trọng mấy người lớn rồi, nó không có gì hết á. Nó có con cái gì nó nhậu nó cũng hơi ấy hơn chút thôi, chút đỉnh à. Chứ nó không nhậu vô, hồi nào nó vậy à. Đó. Từ ngày mà xảy ra cái câu chuyện, anh có cảm thấy nóng lòng không? Nóng chứ, đây nó rồi đó giờ mà đâu vụ này đâu. Anh nghĩ thì bên ngoài áp lực anh Sô hay sao anh? Thì nó áp lực như cái vừa sự việc ở dưới thì ở dưới vợ nó chị ở dưới mấy giờ lên quay là tôi thấy tôi không có đồng ý rồi. Anh không đồng ý là không đồng ý điểm nào anh? Đồng ý cái vụ mà nó về tại vì nó với hằng hợp với vợ của nó thì có đó thì nó chung thì nó ác thiệt. Yeah. Nhưng mà cái ông nghe mà vụ việc mà ông về vợ này khiêu khích nó là tôi không đồng ý rồi. Có như ông xuống nó với gái nó đặng lấy ba cái tiền á. Khiêu khích là khiêu khích sao anh? Khiêu khích dặn mày dám giết không? Dám giết không? Trong khi đó ông phải chứng kiến, ông sợ không cản. Có nghĩa mà là sao ông để con gái ông mà mất? Có nghĩa là anh nghe người ta nói hay là anh trực tiếp chứng kiến ông và vợ xuống? Tôi nghe bên bển nói. Có nghĩa tôi là nghe. Bên đó nói. Nghe nói. Tôi thấy tôi không có đồng ý. Chứ nó vợ nói đây vợ nó đâu có vụ đó. Anh cho em hỏi thế này. Anh là người được biết anh Sô ở đây là anh Sô là người dân địa phương là phải đây ở đây phải không anh? Nó ở đây. Trước khi cái hôm mà hôm nhậu thì anh thấy anh Sô là hôm ấy nhậu xỉn chưa? Nó xỉn dữ rồi. Hôm ấy xỉn dữ à? Có nghĩa là không có kiểm soát được mình, đúng không ạ? Khi không con người ta không kiểm soát được mình thì có thể là nhiều cái vụ việc phải nói rất đau lòng, thì cũng như vụ việc vừa qua xảy ra. Phải không anh? Thì hiện nay thì em cũng nghe được rất nhiều cuộc điện thoại của cộng đồng mạng, cũng như của những người dân liền kề với nhà gia đình của chị Nhung, mà còn là gia đình ngoại của năm cháu bé. Thì em được biết là một số rất nhiều thông tin hiện nay thì em cũng chưa biết là chính xác hay không. Nhưng có rất nhiều người ở sát vách, gọi là sát nhà. Thì cũng gọi điện cho em thì ngày hôm qua em nhận được khoảng 20 cuộc điện thoại khu vực của gia đình anh Sô, gia đình của vợ của anh Sô. Đó là gia đình của chị Nhung á. Thì người ta chia sẻ là bây giờ thì nếu như mọi người đăng tải chia sẻ lên cộng đồng mạng mà được sự giúp đỡ của cộng đồng mạng để giúp đỡ ủng hộ, chủ yếu nuôi dạy những 5 em bé thì là một việc làm rất tốt và rất ý nghĩa. Nhưng tiền bây giờ mình gửi thì hoặc là mình giúp thì mình phải giúp có một cái cách nào đó để cho nó hợp lý, gọi là một cái bài toán anh, để hợp lý, để mục đích chính là mình giúp là giúp những đứa bé để sau này nó có tiền ăn học. Thì sau này nếu như ông bà ngoại mà có yếu đi thì hoặc là thì nó cũng không có cần sự trợ giúp của ai nữa, thì có thể là những em bé này vẫn một cách gọi là sau này vẫn phát triển tốt mà vẫn có thể trở lại người lương thiện mà có thể làm giúp ích cho xã hội. Thì rất nhiều người hiện nay thì cũng chia sẻ, thì có một người sát vách thì em cũng xin phép được giấu tên ở đây, thì có thể là anh cũng chia sẻ với em ngày hôm qua. Thì anh ấy lêu một cái thông tin như thế này. Hiện nay thì em cũng không biết là thực hư cái câu chuyện nó như thế nào, bởi vì em cũng không có đi tới lơi cho em không biết. Thì các anh sát vách thì anh kể chuyện là bây giờ người bà ngoại lên chính quyền địa phương nói là công khai cái số tiền Mạnh Thường Quân từ hôm bữa này thì giúp được hơn 100 triệu.
thì đồng ý là bà được bao nhiêu hay là bà nhận bao nhiêu, cái việc bà nói là cái việc của bà thôi, đúng không ạ? Nhưng bây giờ thì rất nhiều người hiện nay là người ta hàng xóm người ta đang lên án là Mạnh Thường Quân giúp quá nhiều tiền đó, mà bây giờ lại đưa cho bà, mà người ta chia sẻ là cái thông tin là ông ngoại thì đã gà đó, mà bà thì hay đánh bài. Thế vì vậy nếu như tiền mà giúp ở cái vị trí như vậy ấy, thì sợ rằng cái số tiền này không lỗi được 5 tháng là mẹ cháu mới mất chưa đầy 5 tháng thì số tiền nó sẽ hết. Thì theo như anh chia sẻ thì anh muốn có lời nào muốn nhắn gửi đến cộng đồng mạng cũng như mọi người có thể là hoặc là những Mạnh Thường Quân để muốn giúp cho các bé thì có định hướng như nào anh có thể chia sẻ cho mọi người được biết không? Nếu nói chung như vậy thì bây giờ thì tôi chỉ có nói với người như là đồng mạng lên đặng giảm án cho nó nhưng chút đỉnh thôi. Dạ. Đó chỉ như vậy chứ còn mà tôi thấy cái gì mỗi lần đưa cái số tiền ở dưới thì tôi thấy cũng không đúng nữa. Dạ. Chắc nói chung tôi nói đại nói trong bụng nó chắc tiền mà ông vừa giả vừa đem xuống nào bạn tỉnh tỉ không? Dạ. Rồi tôi không ái rồi. Ta bên bản là nói không có phần ta phần lúc nào ta không dành phần đúng đúng mà sai thì ta không dành phần đúng bản đó. Dạ. Đó. Yeah. Nhiều người nói vừa thôi, yeah. Tại vì thường mấy năm đứa nhỏ này thôi chứ còn nhiều ngoài ra nếu không có năm đứa nhỏ này cũng cộng mạng đâu có kêu này kia là ủng hộ đâu. Yeah. Chứ còn hai không già đúng quấn bài qua năm tháng đề có nè bài có nè. Đề có bài có là có thật. Thì hàng xóm hôm qua thì em đã nghe được rất nhiều cuộc gọi nhưng em chỉ điển hình một cuộc gọi là ở sát vách. Người ta đang sát vách kiến vậy thôi. Đó. Dạ. Cộng đồng mạng có gì thì cái có kêu cho thì cái chuyện của. Đúng rồi. Cho là chủ yếu cho là năm em bé nhưng nếu cho là năm em bé này không có một cách gọi là không có một cái cách nào đó để hợp lý. Chứng kiến vậy thôi. Đó thì có thể là đồng tiền thì cờ bạc hoặc là đánh bài hoặc đá gà thì bao nhiêu trả hết phải không anh? Dạ. Thì khổ sau này khổ cho nên những năm em bé này. Mấy anh có khi nào mà vô những để là lên nhà tường không? Không, tôi nói không được có. Dạ, đúng. Những cho đó là từ chết đi bị thương chứ không bao giờ mà. Đúng rồi. Nó thiệt. Nói chung là dính không về. Ai mà nghe nói là quấn bài vượt các nhà tường không được có. Thế còn cái thông tin đấy, cái thông tin mà cộng đồng mạng hiện nay đang chia sẻ rất rầm rộ là ông ngoại thường đá gà và kể cả là bác còn là bác của năm em bé này, bác về đằng ngoại là anh của mẹ là con là anh của chị Nhung này ấy, là cũng hay đá gà. Đấy, bà ngoại là cũng hay đánh đề thì cái thông tin như vậy là anh nghe là đúng hay sai? Có không? Đúng chứ. Thông tin người ta chia sẻ hiện nay là đúng. Đúng rồi, chính xác. Đó là tôi chấp nhận mà có đúng mà. À, đúng cái này rồi. Là có thật. Có thật. Có này là dù gì nếu không có thì chắc chắn là người ta hàng xóm người ta không chia sẻ phải không anh? Nó đem ra cho mà chở gạo rồi tiền bạc gì nộp là tôi thấy không được rồi. À. Là nó là cộng đồng mạng hiện nay đang chở gạo mới lại chở tiền như vậy là dập và là không hợp lý phải không anh? Cái nào cũng vừa thôi cũng đem xuống cũng vừa thôi đừng quá. Dạ. Có nghĩa là em hiểu cái ý của anh là giống như cộng đồng mạng có thương năm đứa trẻ thì bà ngoại nên công khai số tiền rồi mở cho mỗi đứa một cái sổ tiết kiệm riêng, có phải anh muốn như vậy không anh? Đúng rồi. Dạ. Hiện nay thì cái số tiền như vậy thì nói chung là nếu không có cách quản lý thì bao nhiêu tiền 1, 2 tỷ, 3 tỷ, 5 tỷ thì cũng hết thôi. Đúng không ạ? Mà rõ ràng là Mạnh Thường Quân thì rất muốn để cho các bé này sau này có một số vốn nhất định để ăn học. Có thể là hoặc là học xong rồi ra nghề đó có thể kiếm việc làm, có tiền, có vốn chẳng hạn. Nhưng mà nếu như thực sự bây giờ là cái thông tin này em chưa biết là đúng hay sai. Nhưng em nghe rất nhiều thông tin nhưng nếu như thực sự ông ngoại mà đá gà, mà bà ngoại đánh đề và có nói chung là gia đình nhà ngoại mà đánh đề đánh đá gà như vậy thì phải nói là cái này còn đau lòng hơn nhiều lần phải không anh? Chứ giờ mà ví dụ mà bây giờ mấy cái đồng mạng đi ví dụ đem tiền xuống đó thì mấy người lớn giữ chứ nhộm mấy tụi nhỏ đâu có giữ đâu. Dạ. Đúng. Chi phí xài đâu sao mấy tụi nhỏ sao biết được? Dạ. Nó chưa biết cơm ngày ba cử gì thôi chứ còn tiền bạc tụi nhỏ giờ sao nó biết được? Yeah. Do người lớn nắm lấy hết dao mà. Dạ. Yeah. Ừ, rồi tu xìu sao con mấy tụi con nó biết được. Yeah. Sao biết được nó còn nhỏ mà. Yeah. Ví dụ đem bạc từ tỷ xuống đi thì dĩ nhiên người lớn giữ rồi. Yeah. Người lớn giữ rồi nhỏ đâu biết đâu thì chỉ cho thì bao nhiêu nó lượm còn cho rồi thôi nó cũng đâu biết đâu. Yeah. Thì nó chỉ biết ngày ba cử thôi. Dạ. Yeah. Ừ. Mà làm sao mà anh biết được là gia đình bên ngoài cờ bạc anh có ở đây chạy đây ở đây gần đây chứ đâu nhưng nói chung là dân địa phương nên người ta đều biết phải không anh? Biết hết mà. À. Trời ơi đi chợ hàng ngày đây quanh năm suốt tháng đây không biết. Nói chung ai người ta cũng biết trừ già người ở xa rồi gần người ta biết hết đúng không anh? Yeah. Bà ngoại là đánh bài kiểu bài gì anh? Ví dụ phải sử dụng mình ở đây Đông An đi xuống dưới miệt dưới đó là mình biết là mình là nó dốc. Dạ. Yeah. Gần đây sát bên nhiều đây chạy xuống 10 phút chứ nhiều. Dạ. Yeah. Tôi đi chơi hàng ngày mà. Dạ. Yeah. Nói chung là anh là người dân địa phương đây thì anh sẽ nắm rõ hết cái chi tiết đó.
Dạ. Chứ tôi ở đây gần gũi với anh em nó, tôi biết nó, đó, đó dạ. Vợ nó không có vậy, nó có đặt nó nhậu vậy đó. Dạ. Rồi hết thứ hai nó dựng xong vợ chồng bỏ rồi, rồi giải vợ xong con vợ nó thông tin lên trên trên mạng Facebook vậy đó. Dạ. À, nói ờ, tao lấy thằng này nè mày, tao lấy thằng mày xong nóng kìa, ra mày ăn nóng không? Dạ. Kiểu khiêu khích đúng không? Khiêu khích nó. Dạ. Nhỏ nó có nói gì, đâm thấy mẹ rồi. Dạ. Là lão Châu có nói vậy ha, ha chị Nhung. Dạ. Hồi đầu tiên á, vợ nó hồi lúc mà chưa có ly dị á, thì vợ nó có đâm hụt. Là vợ đâm chồng đâm hụt. Mà mai hôm mà nó không nhậu chứ nó nhậu rồi nó chết. Nếu nhậu là bị vợ đâm chết. Chết đó. Dạ. Chứ không phải là chồng giết vợ nữa, mà nếu nhậu là hôm đó là vợ sẽ giết chồng. Đúng rồi. Dạ. Nếu vậy ở, thì chị ở đây là nó đâm xô mà xô không nhậu. Dạ. Là đâm ngay nhà bên nội luôn ha anh. Con dâu mà đâm mà quên bữa nó không nhậu. Dạ. Nói chung là vậy. Không nhậu là chết, chết. Không nhậu là lé được ha. À, nếu vậy thì mình không nhậu mình còn có thoát được. Nếu vậy thì vợ anh Xô này cũng đâu phải là người hiền lành người ấy đâu anh, đúng không? Trời ơi, nói ba bốn thằng chồng đúng là thằng Xô là chót nhất đó. À, gọi là cũng ba bốn đời chồng rồi. À, à gọi là anh Xô này người chót nhất à? Hỏi gì hỏi cái anh vậy, vợ chồng gì? Dạ. Có đôi gì đôi đâm rồi chém chồng mình vậy là gì, vợ gì? À. Vợ chồng sống với nhau phải hiểu nhau chứ. Yeah. Đôi đâm đôi chém là sao? Đó là đâu phải là vợ chồng. Yeah. Nói chung không phải là tại anh Xô mà cũng tại vợ mình phải không anh? Nói chung là sự việc nó xảy ra thì như vậy đó, là phải nói là rất đau lòng. Sao nó vậy? Dạ, nói chung là anh người dân đây thì chứ không có về nhưng không cái gì cho ví dụ người ta biết cái thông tin này kia giảm cho nó chút đỉnh thôi. Nói chung là anh người dân đây thì anh biết hết cái câu chuyện là có là vợ của anh Xô như vậy đúng không ạ? Mà gia đình của vợ, đặc biệt là gia đình của vợ là đá gà là một. Nếu như anh là người dân địa phương ở đây thì anh nghe được những cái thông tin, nếu như anh là mạnh thường quân, em nói ví dụ anh là một mạnh thường quân ở đó mà anh muốn giúp làm em bé này mà muốn gửi tiền cho ông bà ngoại, nhưng đến giờ phút này anh biết được cái thông tin mà ông bà ngoại đá gà mới đánh bài mới vấn đề, thì anh nghe như vậy anh có đau lòng không? Đau chứ. Rất đau lòng ha. À. Nên vì vậy cho nên là rất giờ, mong bây giờ đem tiền xuống chứ đưa người lớn chứ. Đúng lớn giữ chứ nhỏ giờ nó chỉ biết ngày ba cử thôi chứ vụ hết hay còn vậy nó cũng đâu biết được đâu. Dạ. Nó sao nó biết được? Đúng rồi, mạnh thường quân thì cứ dòm gạo rồi đồng biết thì cũng gạo cũng chút đỉnh thôi, tiền bạc cũng vừa thôi. Dạ. Đem chứ bên nay chắc chưa được ngày cái đem xuống 500 triệu 700 triệu xuống. Dạ. Có là đều người ta ở dân, người dân địa phương ở đây, người ta sống ở đây, người ta đều biết hết cái vụ việc đấy phải không anh? À, có là có chứ không phải là không. Có. Còn đánh hình thức nào, đánh lớn đánh nhỏ thì đại loại là cũng không chưa ai nắm rõ được đúng không anh? Đúng. Em nghe một số thông tin là bà con nhân dân ở lùng quanh hàng xóm của gia đình của vợ của anh Xô là bà ngoại là có là gia đình của chị Nhung á, là chia sẻ gia đình ngoại đánh đề đánh bài gì đá gà gì đó, hiện nay đang thiếu mấy trăm triệu, thì anh nghe như vậy anh có thể anh tin được cái điều đó không? Phải thiếu nợ phải tin chứ vô đó mà có ai mà tồn tại đâu. Dạ. Nói chung cái điều đó là cũng có thể xảy ra phải không anh? Nhờ vậy mới trả nợ đó. Dạ. Nói chung thật vậy thì nói chung thằng Xô thì nó giết vợ thì nó là quá ác thiệt. Dạ. Vì có cái gì nó mà cộng đồng mạng này kia mới đem tiền xuống chứ không. Đúng. Có không có nó thì nó làm cho nó đúng rồi không có nó thì năm đứa con đây vậy. Nói chung là không có nó thì nói chung là mọi người kể cả các kênh YouTube hoặc truyền thông cũng không ai biết là gia đình anh Xô là ai cả, đúng không ạ? Là cuộc sống rất bình thường thôi, nhưng mà bây giờ vì cái chuyện là em mới nói gì đó. Nó thì nó giết vợ thì đúng là ác chính xác. Dạ. Nhưng mà con cái thì cũng nhờ như vậy là cái số tiền là nó quá lớn, là cũng nhờ gì nó mà là con nó có ngày hôm nay. Yeah. Chứ không có nó thì cũng đâu sẽ như vậy. Yeah. Đâu có đâu mà đem tiền xuống nộp gì vậy. Giờ là tiền quá trời tiền ha. Thì quá trời tiền mà tôi thấy đem xuống quá thì có đó không phải em không có giúp gì. Yeah. Mà thấy đem tiền nói chung là không phải là mình không giúp gì mà mình không có lên tiếng, mình muốn lên tiếng để có là để cho cộng đồng mạng người ta biết rõ là giúp như thế nào cho hợp lý, và các mạnh thường quân thì người ta có lòng từ thiện là từ bi ấy, người ta giúp nào cho một cách hợp lý, bởi vì chủ yếu giúp các em bé chứ không phải là giúp tiền để những người trưởng thành để đánh đề hoặc là gọi là cá độ phải không anh? Thì tôi nói gì chứ đem tiền xuống chỉ là thương năm đứa nhỏ này thôi. Yeah. Mà cũng vì nó là mới đem xuống cho ủng hộ cho con nó. Dạ. Chứ nó thì nó đây nào nó thì yeah. Nó thì đàng hoàng lắm chứ nó không có gì hết. À. Nó có người thấy tôi thấy là toàn là bên ngoại bản là nói cái gì là tôi thấy tôi không thích. Nói chung là bên ngoại hoàn toàn chia sẻ thông tin là không đúng sự thật phải không? Mình lớn mình là phần là cha mẹ rồi. Yeah. Phải đâu đó giỏi đàng hoàng, ví dụ con mình sai
lôi đầu về. Yeah. Rồi tao thấy mày đối xử với chồng mày không được. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Chứ cái gì đổ rồi, rồi nó thấy nó giết con gái của mình cái nắm gì cái vụ đó cái vậy đâu được. Dạ. Yeah. Con gái mình bậy mình lôi đầu về rồi mà tao không thèm cha không thấy tao không thích mày đối xử mày chồng vậy. Dạ. Yeah. Mình làm cha mẹ mình phải khuyên con gái mình trước chứ. Dạ. Yeah. Con này người ta xách đồng dễ là tôi không có thấy tôi đồng ý. Yeah. Nói chung là mình không có đồng ý cái cách hành xử của gia đình bên ngoại như vậy. Đúng. Đúng không ạ? Còn chuyện gì nó xảy ra thì nó xảy ra rồi, đúng không ạ? Còn nếu như thương con, thương cháu thì mình phải có cách nào giải quyết người mất thì đã không có lấy lại được rồi. Đúng không ạ? Đằng nào cũng mất rồi, phải không anh? Đúng rồi. Yeah. Bạn nào con gái mình cũng đã mất rồi thì cái gì mình đáng nói mình nói thôi. Yeah. Nói chi người nó quá tôi thấy không thích. Yeah. Không nói cái gì tôi thấy không chung mà tôi coi ổng cũng như cha mẹ tôi rồi mà tôi thấy ổng lớn ổng nói cách đó không thấy. Yeah. Ổng nói cái đó ổng còn thua đứa nít nữa. Yeah. Đó tôi thiệt. Yeah. Nói chung là người dân bà con ở đây ổng rất bức xúc. Cha là mẹ ổng. Yeah. Ổng còn nói chuyện thua đứa nít mà. Yeah. Nói chung là em cũng đến đây cũng cùng với một số anh em để đến đây muốn nghe được những người dân, chính người dân ở đây, người ta chứng kiến và người ta nghe được hoặc là đã biết rõ cái hoàn cảnh hoặc cái tiểu sử của anh Sô là con người như thế nào để chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn ở cộng đồng mạng mọi người được biết rõ. Sô thì nó sống ở đây rồi nó rất tốt, nó không có cái gì hết đó. Yeah. Đó ngày đi làm quanh năm làm ai thì nó làm mướn ai kêu gì làm ai kia làm đấy. Yeah. Không có từ chối mà nó cực quá không có. Yeah. Đâu. Lúc trước là thông tin một chiều là không đúng sự thật phải không anh? Bây giờ thì cái thông tin như thế này nó mới đúng, nó phản ánh đúng trung thực phải không anh? Yeah. Nói chung ở đây thì nó là nó đại đám cưới nó cái gì nó làm cũng được á. Yeah. Mưa gió làm ngày giờ ngày làm mướn thuê mướn đâu nhiêu tiền đâu anh. Yeah. Thì cũng phải làm chứ nuôi con chứ. Yeah. Em cũng cảm ơn cái cuộc chia sẻ của anh hôm nay. Kính chúc anh cùng với toàn thể gia đình anh luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc và nhiều những điều may mắn trong cuộc sống. Dạ chào anh ha. Yeah,